Linh đăng ký thử nghiệm, gấp rút hoàn tất vaccine COVID-19 Nanocovax để sớm cấp phép. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã thông tin trong các clip trước đó về việc Bộ Y tế và nhà sản xuất Nanogen đang nỗ lực để đưa vaccine Nanocovax vào thử nghiệm giai đoạn 3 để có thể sớm cấp phép sử dụng khẩn cấp. Do tình hình dịch bệnh khẩn cấp nên quá trình này đang được triển khai gấp rút từng ngày. Theo thông tin mới nhất từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Trử Văn Mến, Học viện Quân y cho biết, giai đoạn 3 thử nghiệm vaccine COVID-19 Nanocovax của Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 6 này. Học viện Quân y sẽ tiêm thử nghiệm trên 13.000 tình nguyện viên, trong một tuần sẽ hoàn tất. Nếu dịch COVID-19 bùng phát trong nước, Hội đồng Đạo đức Bộ Y tế sẽ đề nghị chính phủ họp để cấp phép tiêm vaccine này cho người dân. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trử Văn Mến, Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm Lâm sàng và Tương đương Sinh học, Học viện Quân y, trong giai đoạn 3 thử nghiệm vaccine Nanocovax, Học viện Quân y sẽ tiêm thử nghiệm trên 13.000 tình nguyện viên với một liều duy nhất là 25 microgram. Giai đoạn này tăng số lượng người thử nghiệm, tăng mẫu lên để đánh giá thêm về tính an toàn và tính sinh miễn dịch của nhóm liều 25 microgram. Với quy mô của đợt thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, dự kiến việc tiêm thử nghiệm sẽ cố gắng tiến hành trong vài ngày đến một tuần, có thể tiêm hết. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trử Văn Mến cho biết, hiện tại đường link đăng ký trực tuyến tiêm vaccine Nanocovax mới mở được 3 ngày, nhưng đã có gần 1.700 người đăng ký tiêm và là những người trong Học viện Quân y. Ngoài ra, có nhiều người đang làm việc tại các công ty tư nhân cũng đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine. Cũng có những công ty đăng ký tiêm cho cả công ty, 300 đến 500 người. Đây là những công ty bình thường, không liên quan tới y dược. Số người đăng ký tiêm thử nghiệm đông như vậy là nhờ kết quả giai đoạn 2 khá tốt và an toàn, nên người dân đều có niềm tin vào vaccine này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trử Văn Mến cho biết. Đến đây, nếu quý vị và các bạn muốn đăng ký tiêm thử nghiệm giai đoạn 3 của loại vaccine Make in Việt Nam đang rất được mong chờ này, xin hãy bấm vào đường link đăng ký của Học viện Quân y chúng tôi để bên dưới phần bình luận của video này. Đánh giá về kết quả triển khai thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine Nanocovax, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trử Văn Mến cho rằng, hiệu quả của vaccine và tính an toàn về cơ bản được đánh giá tốt. Học viện Quân y vẫn đang triển khai lần thăm khám thứ 6 cho các tình nguyện viên vào thời điểm 3 tháng sau tiêm mũi thứ nhất. Trong quá trình thử nghiệm giai đoạn 2, ở phía Bắc và phía Nam đều triển khai rất tốt. Phía Học viện Quân y đã tiêm xong cho 273 người. Phía Long An cũng đã tiêm, chỉ còn một vài nơi hiện đang là vùng dịch, phải giãn cách nên việc bố trí lấy mẫu có chút khó khăn. Qua giai đoạn 2 cho thấy, hiệu quả sinh kháng thể của vaccine tốt nhất đạt khoảng trên 90%. Hiện còn phải đánh giá tiêu chí vàng là trung hòa virus sống. Chúng tôi cũng đã chuyển mẫu sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để đánh giá đảm bảo tính khách quan, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trử Văn Mến cho biết. Học viện Quân y và nhóm nghiên cứu đang cố gắng phối hợp các bên để báo cáo kết quả giữa kỳ giai đoạn 2. Theo đánh giá bước đầu, tỷ lệ sốt sau khi tiêm dưới 2%. Bộ Y tế sẽ có một buổi thông qua Hội đồng Đạo đức, sau đó triển khai ngay thử nghiệm giai đoạn 3. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trử Văn Mến, trong quá trình thử nghiệm giai đoạn 3 có khó khăn là đang trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng. Việc triển khai phải đảm bảo giãn cách vì số lượng người tiêm đợt này rất đông. Nếu vô tình có trường hợp F0, F1 lọt vào đơn vị là có thể phải đóng cửa, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thử nghiệm. Vì vậy, Học viện Quân y phải chuẩn bị kỹ càng việc sàng lọc dịch tễ, quét thân nhiệt, khai báo y tế ngay từ phía ngoài, lập phần mềm quét sàng lọc, áp dụng triệt để các biện pháp nhằm chống dịch tốt nhất. Đồng thời, Học viện Quân y cũng bố trí các phòng theo dõi sau tiêm, thoáng, rộng để đảm bảo an toàn phòng dịch. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trử Văn Mến cho biết, với vaccine Nanocovax, việc được duyệt cấp phép còn phụ thuộc vào kết quả thử nghiệm giai đoạn 3 tới đây. Hiện nhà sản xuất, nhóm nghiên cứu đã sẵn sàng các khâu chuẩn bị nguyên liệu, các quá trình để có thể đưa vào sản xuất khi được Bộ Y tế phê duyệt, cấp phép. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trử Văn Mến cho hay, nếu dịch COVID-19 bùng phát trong nước, Hội đồng Đạo đức Bộ Y tế sẽ đề nghị chính phủ họp để cấp phép tiêm cho người dân. Năng lực sản xuất vaccine của Việt Nam hiện nay là 6 triệu liều trên tháng. Như chúng tôi đã thông tin trước đó, dự án Nanocovax nhận được tài trợ lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ từ một tập đoàn tư nhân trong nước. Khoản tài trợ này nhằm thúc đẩy quá trình thử nghiệm vaccine nội giai đoạn cuối cùng để phê duyệt sử dụng cho toàn dân. Đồng thời, hệ thống sản xuất, vật tư thiết bị đang khẩn trương đầu tư nhằm cung ứng đủ số lượng vaccine, bổ sung với số lượng vaccine nhập khẩu. Mục đích lớn của chương trình tài trợ vaccine nội này là hoàn thành chương trình tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 cho người dân Việt Nam ngay trong năm 2021. Ông Hồ Nhân, nhà sáng lập, tổng giám đốc công ty Nanogen, không bình luận hay tiết lộ thêm về thông tin này. Ông cho biết doanh nghiệp này đã dự trữ đủ nguyên liệu để sản xuất vaccine ngay sau khi thử nghiệm xong giai đoạn 3. Doanh nghiệp này cho biết
nếu thuận lợi có thể sản xuất 100 triệu liều trong năm nay. Đồng thời, với khả năng trung hòa được nhiều loại biến thể virus mới, phía công ty Nanogen cho biết hiện đã có nhiều nước liên hệ để hợp tác cùng thử nghiệm giai đoạn cuối cùng, giai đoạn 3, trước khi được cấp phép sử dụng đại trà. Theo đó, tính đến thời điểm này, ngoài kế hoạch thử nghiệm vaccine ở Việt Nam, công ty Nanogen đang xúc tiến có thể thử nghiệm cùng lúc ở hai nước gồm Philippines và Mozambique, nơi có biến chủng Nam Phi lưu hành.